Xin chào tất cả các em. Như thế là một tuần nữa lại trôi qua, thứ năm lại đến và thầy sẽ cùng các em trao đổi tiếp các vấn đề liên quan đến môn học vật lý. Trong cái thời sự thì những cái vấn đề nóng bỏng và kỳ thi tuyển sinh năm 2015 vẫn còn đang tiếp tục, nhưng các em hãy ngừng quan tâm để tập trung vào cái việc học của chúng ta. Thời gian không đợi ai cả, cho nên là chúng ta phải bắt đầu ngay vào cái công việc của mình. Khi điểm cao rồi thì cái vấn đề là xếp thứ tự chúng ta không còn lo ngại gì nhiều nữa. Thế thì cái phần như hôm trước thầy đã nói, đó là ứng dụng vòng tròn lượng giác rất quan trọng. Nó là tiền đề cho cái việc giải các bài toán vật lý lớp 12 rất là nhiều. Và hôm nay thầy đưa ra một cái đề liên quan đến ứng dụng vòng tròn lượng giác để giải các bài toán về dao động điều hòa, cũng là tập hợp lại những cái dạng mà hôm trước thầy đã giới thiệu, nhưng thầy sắp xếp một cách lộn xộn để cho chúng ta tự làm, tự hình dung xem nó như thế nào. Và lưu ý rằng học với thầy, thầy không bắt các em học thuộc công thức mà phải nhớ phương án để chúng ta làm. Hạn chế học thuộc công thức bởi vì dung lượng trong đầu chúng ta để nhớ, để thuộc nó có giới hạn. Và khi thuộc như thế thì chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn. Cho nên thầy tiếp tục giới thiệu chúng ta. Thế thì để trước khi chữa thì chúng ta lại khẳng định lại một điều: những bài toán như thế nào thì sẽ ứng dụng vòng tròn lượng giác? Những bài toán liên quan đến tính thời gian, những bài toán liên quan đến tính thời điểm, những bài toán liên quan đến tốc độ trung bình. Đấy. Rồi là những bài toán liên quan đến quãng đường đi được lớn nhất, quãng đường đi được nhỏ nhất, quãng đường đi được sau một khoảng thời gian nào đó, hoặc là số lần đi qua một vị trí nào đó. Số lần đi qua vị trí nào đó sau một cái khoảng thời gian nào đó, hoặc là sau bao nhiêu lần qua vị trí nào đó thì mất thời gian bao nhiêu hoặc thời điểm bao nhiêu. Thế là cái dạng đấy là chúng ta phải nghĩ ngay đến vòng tròn lượng giác. Tóm lại, liên quan thứ nhất thời gian, thứ hai là vận tốc, thứ ba là quãng đường, là nghĩ ngay đến vòng tròn lượng giác. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục làm các bài tập và có lẽ thầy sẽ chữa những cái từ đầu đến cuối. Bài nào mà có vấn đề gì khó thì thầy dừng lại lâu hơn, còn bài nào mà vừa phải thì thầy sẽ đi nhanh hơn. Chúng ta tiếp tục bắt đầu ngay vào câu số 1. Câu số 1. Một vật dao động điều hòa có phương trình x bằng 5 cos 4 pi t cộng pi trên 3 cm và giây. Cm tức là đơn vị của gì? Đơn vị của ly độ, đơn vị của quãng đường. Giây là đơn vị của thời gian. Tính tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu khảo sát, tức là từ thời điểm t bằng 0, đến thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất. Thế ở đây chúng ta sẽ có là x bằng 5 cos của 4 pi t cộng pi trên 3. Từ lúc bắt đầu khảo sát có nghĩa là từ vị trí ban đầu. Chúng ta chắc chắn phải sử dụng vòng tròn lượng giác rồi. Ở đây là 5 này, 0 trừ 5, vị trí ban đầu ứng với góc pi trên 3 M0 này. Đến thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất. Đây là đi qua vị trí cân bằng theo chiều gì? Chiều âm. Còn cái điểm này, điểm bên dưới này với là đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất. Thế thì cái cung quét được của cái bán kính cung tròn, bán kính đường tròn là cái cung này. Đấy. Thế thì ở đây là pi trên mấy? Pi trên 3. Chúng ta dễ dàng tính được cái cung mà nó quét được này là góc alpha. Để tính tốc độ trung bình thì chúng ta phải tính được gì? Tính được thời gian và quãng đường, đúng không? Quãng đường thì tính trước, S bằng gì? Bằng đoạn đường này dễ dàng tính cạnh góc vuông quận huyền nhân cos góc kề thì nó bằng nửa, một nửa biên độ, đúng không? Tức là nó bằng 2,5 cm bởi vì biên độ là 5 cm. Tiếp tục, đây là hình chiếu của cung này. Còn lại cả anh này chiếu xuống thì là 2a, tức là cộng với 10 bằng 12,5 cm. Thế thì thời gian tính như thế nào? Cái góc alpha quét được này này, alpha bằng gì?
cả cái góc trên cái trục thẳng đứng này là góc pi, cộng với cái góc nhỏ nhỏ này là góc pi trên mấy? Pi trên 6. Thì nó sẽ bằng 7 pi trên 6. Mà alpha thì tính bằng công thức là omega nhân với delta t, omega là 4 pi nhân delta t. Từ đó thầy sẽ có delta t bằng bao nhiêu? Bằng 7/24 giây. Đấy, 7/24 giây thì thay vào công thức V trung bình bằng tổng quãng đường chia tổng thời gian 12,5 chia cho 7/24. Thì chúng ta lấy 12,5 nhân với 24 mà chia cho 7. Chia cho 7. Xấp xỉ 42,86 m trên giây. À xin lỗi, là cm trên giây. Bởi vì là quãng đường là cm. Thế thì chúng ta sẽ có đáp án đúng là đáp án B. Đấy là câu số 1. À, khi chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ tăng tốc nhanh hơn, làm thao tác nhanh hơn. Đấy, thế thì không có gì khó khăn với câu 1 cả. Chúng ta tiếp tục sang câu số 2. Câu số 2. Một vật dao động điều hòa với tần số là 5 Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có ly độ trừ 0,5A, tức là 0, một nửa biên độ, đến vị trí có ly độ là cộng 0,5A. À, sẽ là bao nhiêu? Thế từ S chúng ta sẽ suy ra được gì? Omega, đúng không? Omega bằng 2 pi F. F bằng 5 Hz. Cho nên omega nó sẽ bằng 10 pi radian trên giây. Sử dụng vòng tròn lượng giác, chúng ta phát hiện ra ngay ứng với góc quét bao nhiêu. Từ trừ a trên 2 đến a trên 2, đúng không? Và là ngắn nhất, trừ a trên 2 ngắn nhất, a trên 2 đây. Đây là trừ a trên 2. Đến đây. Đúng không? Đây là a trên 2. Và đi từ đây đến đây là ngắn nhất, đúng không nhỉ? Đúng không? Thế không thể từ đây đến đây là ngắn nhất được, đúng không? Thế thì từ đó thầy sẽ xác định được cái góc quét này. Góc quét này. Mà chúng ta làm nhiều lần rồi, chúng ta sẽ thấy là ứng với cái ly độ là a trên 2, độ lớn là a trên 2 ấy, thì góc này là pi trên mấy? Pi trên 3, đúng không? Từ cốt suy ra. Góc này là pi trên 3, có tóm lại góc alpha quét được là góc pi trên 3. Alpha bằng pi trên 3. Mà ở đây người ta hỏi thời gian, đúng không? Pi trên 3 sẽ bằng 10 pi, tức là omega nhân khoảng thời gian delta t. Từ đó chúng ta sẽ có delta t bằng 1/30 giây. Có ngay đáp án, đó là đáp án C. Đó là câu số 2, đúng không? Câu số 3 chúng ta làm như thế nào? Câu số 3, có lẽ là hình như nó ngược ngược so với câu số 2 này. Một vật dao động điều hòa trên trục OX, khi vật đi từ điểm M có cái ly độ là x1 bằng a trên 2 theo chiều âm đến điểm N có ly độ x bằng trừ a trên 2 lần thứ nhất mất 1/30 giây, tính tần số của dao động của vật. Thì muốn tính tần số thì tôi phải tính được omega, đúng không? Đây bài bài toán ngược, biết thời gian tính omega để suy ra F, đúng chưa? À, chúng ta sẽ có câu số 3. Và người ta cho rõ này, từ điểm M A trên 2 theo chiều âm, A trên 2 đây. Đấy, thế theo chiều âm là chiều nào? À, là điểm nào? Điểm dưới, điểm trên? À, là điểm trên, đúng không? Đấy là a trên 2. Xuất phát từ đây đến điểm N có ly độ trừ a trên 2 lần thứ nhất. À, lần thứ nhất, nhưng người ta không bảo là đi theo chiều âm hay chiều dương, tức là gặp trừ a trên 2 là tính luôn, đúng không? Rồi, thì đây. Đây là a trên 2. Đây là trừ a trên 2. Đây là a trên 2. Thế thì như câu trên thì chúng ta tính được cái góc quét này bằng bao nhiêu?
alpha bằng pi trên ba, đúng không? Alpha bằng pi trên ba, từ đó chúng ta sẽ suy ra được gì nhỉ? Suy ra được omega, bởi vì ở đây bằng omega nhân t, t là 1/30 giây, cái khoảng thời gian ấy. Thế thì từ đây thầy sẽ có là omega bằng 10 pi. Nó ngược với bài trên. Omega 10 pi thì suy ra f bằng bao nhiêu? F sẽ bằng 5 hép. F bằng 5 hép. Rất đơn giản đúng không? Nó ngược. Nếu tinh ý chúng ta sẽ từ câu 2 và câu 3 thì chúng ta có thể suy ra được đáp án. Đúng không? Nhưng mà khi thi làm sao mà người ta cho hai câu ngược nhau ở trong cùng một đề được? Cho nên thầy vẫn phải hướng dẫn chi tiết. Thầy sang câu số 4. Tóm lại là khi làm bài toán này, việc vẽ vòng tròn là nhiều, cũng chẳng cần phải vẽ tròn quá, miễn là nó tương đối để dễ nhìn về góc, đúng không? Câu 4. Con lắc dao động với biên độ a. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có ly độ a cân 2/2 là 0,25 giây. Ngắn nhất tức là tôi xét cái vị trí đó gặp lần đầu tiên, được không? Đầu tiên là từ vị trí cân bằng đến vị trí ly độ a căn 2/2. Đấy. Từ vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng có thể là điểm trên, cũng có thể là điểm dưới, không quan trọng. Đúng không? Nó có tính đối xứng mà. Thế thì thầy giả sử lấy điểm trên đi, từ vị trí cân bằng đến vị trí dương a căn 2/2 chắc chắn là không lấy điểm trên được. Điểm trên thì không thể là ngắn nhất được, đúng không? Thì thầy sẽ lấy điểm dưới. Mà a căn 2/2, a căn 2 là 1,4 chia cho 2 là 0,7. Đấy, 0,7 nó cỡ ở đây. Đấy, cỡ đây. Đấy, điểm này. Thế thì ngắn nhất là từ vị trí cân bằng đến cái vị trí này thì góc quen là góc này. Góc quen là góc này. Thế chúng ta sẽ tính được cái góc này là góc alpha, đúng không? Thông qua sin. Đấy, đây là a căn 2/2. Đấy. Sin alpha. Sin alpha bằng a căn 2/2 là chia cho a là cạnh huyền thì là căn 2/2. Làm nhiều chúng ta sẽ thấy là với cái ly độ a căn 2/2 thì góc tương ứng nó sẽ có độ lớn là pi trên mấy? Pi trên 4. Thế thì alpha bằng pi trên 4. Dễ rồi. Alpha bằng pi trên 4. Mà người ta bảo là thời gian bằng 0,25 giây. Thì bây giờ người ta lại hỏi chu kỳ thì thầy lại thay luôn chu kỳ, cái tần số góc bằng 2 pi trên t luôn. 2 pi trên t, đúng không? Nhân với thời gian, mà thời gian ở đây là 0,25 giây. Đúng chưa? Thế từ đây thầy sẽ suy ra được t. Thầy suy ra được t, chu kỳ t. Pi hết đi đúng không? T sang đây thì là 4 nhân 0,25. 4 nhân 0,25 là 1, nhân với 2 nữa là 2 giây. Đáp án của chúng ta là đáp án D, đúng không? Đáp án D. Câu số 5 là quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian nào đó. Thế thì khi tính quãng đường đi được lớn nhất trong khoảng thời gian nào đó thì hãy so sánh với chu kỳ. Nếu nó nằm trong khoảng từ 0 đến t trên 2 thì có một phương án. Nếu nằm trong khoảng từ t trên 2 đến t là một phương án, đúng không? Thì chúng ta sẽ xem nó thuộc phương án nào. Câu 5. Khoảng thời gian là người ta bảo bằng 1/6 giây. 1/6 giây. Biên độ dao động. Biên độ dao động là 4 cm, tức là a bằng 4 cm. Cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động năng lại bằng thế năng. Mà cái bài toán tổng quát về dao động điều hòa chúng ta đã có một cái nhận xét là gì? Cứ sau 1/4 chu kỳ thì động năng sẽ bằng thế năng. Có nghĩa là t trên 4 bằng 1/4 giây. Từ đó suy ra chu kỳ bằng 1 giây. Đấy. Thế thì rõ ràng 1/6 giây nhỏ hơn 1/2 giây, tức là nhỏ hơn 1/2 chu kỳ. Đúng không? 1/2 chu kỳ. Thế thì quãng đường đi được lớn nhất khi cái góc quét đấy nó đối xứng thông qua trục gì?
trục vuông góc và trục ux. À thế thì góc quét tương ứng bằng bao nhiêu? Góc quét tương ứng bằng nhiêu? Ô alpha sẽ bằng gì nhỉ? 2pi trên à 2pi trên t nhân với delta t, đúng chưa? 2pi trên 1 đúng không? Nhân delta t là 1/6, tức là nó bằng pi trên mấy? Pi trên 3. Tức là nó đối xứng ở đây góc pi trên 3. Pi trên 3 thì mỗi bên nó sẽ có độ lớn là pi trên 6. À xin lỗi, mỗi bên nó có độ lớn ở trên này là độ lớn pi trên 6, còn dưới này độ lớn là pi trên 3. À pi trên 3. Mà hình chiếu của nó à ứng với cái góc kề này là pi trên 3 thì chắc chắn cái đoạn dưới này, từng đoạn nhỏ này làm gì nhỉ? Là a trên 2. Tổng quãng đường S max lúc này là a, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có S max bằng a và bằng 4 cm. Đúng chưa nhỉ? 4 cm tức là đáp án D. Đáp án D. Dễ dàng rồi đúng không? 5 câu đơn giản. Không biết trong 5 câu này có bạn nào hỏi không? Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi. Có lẽ không bạn nào hỏi thì thầy tiếp tục lại chữa tiếp. Những bạn nào mà chưa xem được hay là thấy hôm nay mạng nó lag quá thì đừng có buồn, bởi vì sau cái buổi trực tuyến hôm nay thì chắc chắn video chữa bài này của thầy sẽ được up lên YouTube, các em lại xem lại hoặc là vào cái group của vật lý dành cho học lớp 98 thì cô giáo viên hỗ trợ cô sẽ cung cấp cho các em đường link và các em xem lại một cách dễ dàng. Còn bây giờ chúng ta được câu nào chúng ta chú ý câu đó. Đấy, cho nên tâm lý thi cử rất quan trọng. Chúng ta ức chế một chuyện gì đó thì chắc chắn là các em làm bài không tốt. Luôn luôn phải nghĩ một cái niềm vui nào đó, một cái sự tin tưởng nào đó và có một sự may mắn nào đó thì lúc nào chúng ta cũng làm bài một cách tốt nhất, tư tưởng thoải mái nhất. Đấy, đấy là trao đổi ngoài lề một chút. Và hôm nay có một cái niềm vui của thầy, đó là cái số lượng học sinh làm bài, làm đề của thầy đến trưa thầy cập nhật chỉ có 6 người, rồi là 4 người. Thì bây giờ trước khi chữa đã có 37 người. Đấy là niềm vui. Thậm chí là có người khác là có hàng trăm người, vài trăm người làm. Thì thầy chỉ cần học sinh của thầy tăng lên từng ngày, một học sinh, hai học sinh mà làm bài tốt, đấy là niềm vui, đúng không? Thế thì chúng ta cũng cố gắng tạo một tâm lý cực kỳ thoải mái khi làm bài. Đừng bị ức chế bằng một chuyện gì đó. Thầy tiếp tục sang câu số sau. Câu số 6. Một vật dao động điều hòa theo trục OX quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T trong khoảng thời gian T trên 3, quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được là bao nhiêu? T trên 3 là nhỏ hơn T trên 2 rồi, đúng không? Cho nên quãng đường nhỏ nhất khi cái góc quét nó đối xứng thông qua trục OX. Đấy. Thế thì góc quét bằng bao nhiêu? T trên 3 thì alpha sẽ bằng 2pi trên t nhân với t trên 3 thì nó bằng 2pi trên 3. Nó sẽ đối xứng thông qua trục gì? Trục OX thì sẽ có quãng đường nhỏ nhất. Đối xứng thông qua trục OX mà mỗi phía đối xứng thông qua trục OX mà tổng góc quét là pi trên 3, 2pi trên 3 thì mỗi cái cạnh nó sẽ hợp với trục OX một góc là pi trên 3. Dưới này cũng pi trên 3. Đấy, pi trên 3. Và dễ dàng biết được cái hình chiếu của nó xuống ứng với pi trên 3 là gì? Là a trên 2, đúng không? Tóm lại là admin lại tiếp tục bằng a. Và đầu bài người ta cho là 1A. 1A không phải là 1A đâu nhá. Lại tưởng là cường độ dòng điện 1A. 1A thực ra viết là A hay là 1A cũng giống nhau, đúng không? Tức là bằng một lần biên độ. Chúng ta có đáp án, đó là đáp án B. 1A hay A là giống nhau.
Câu số 7. Đấy. À, đến đây chúng ta sẽ thấy là một điều là ồ, vòng tròn lượng giác cũng gọi là vòng tròn vạn năng, thì có lẽ là hôm sau thì lấy cái đề bài là gọi là dùng vòng tròn vạn năng để cho nó hot, đúng không? Giật tít như báo cô giáo cung bộ cạp chẳng hạn. À, câu số 7. Một vật dao động với biên độ A và tần số F, thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài là A. Câu hỏi này là câu hỏi ngược, không có gì khó khăn cả. Thời gian ngắn nhất sẽ ứng với quãng đường dài nhất, đúng chưa? Thời gian ngắn nhất T min khi và chỉ khi cái quãng đường là S, S max. Chẳng qua là bài toán tính quãng đường lớn nhất, đúng chưa? Quãng đường lớn nhất. Và quãng đường lớn nhất của nó bằng A, thì đảm bảo là cái T này là gì? Là nhỏ hơn 1/2 chu kỳ rồi. Đấy. Cho nên chúng ta dễ dàng có được là gì? Thời gian ngắn nhất để quãng đường có độ dài là A. À, thế thì S max thì nó đối xứng thông qua gì? Thông qua trục gì? Trục vuông góc với trục Ox, hay là gọi là trục thẳng đứng. À, và làm thế nào để hình chiếu nó bằng A? Thì khả năng mỗi bên nó chỉ là A trên 2, đúng không? Nó phải đối xứng. Mỗi bên phải là A trên 2. Và muốn mỗi bên là A trên 2 thì cái góc quét này phải bằng bao nhiêu? À, góc quét sẽ bằng pi trên, góc quét bằng pi trên 3. Cái này sẽ bằng A. Đúng không nhỉ? Thế bây giờ người ta hỏi gì? Hỏi thời gian mà lại theo tần số. Tần số. Thế thì thầy sẽ có là pi trên 3 bằng omega. Đúng không? Bằng omega. Omega thầy thay bằng 2πf nhân với delta t cần tính. Từ đây delta t sẽ bằng bao nhiêu? 2π, π rút đoạn π là hết, 2f xuống đây là 6f, 1 trên 6f. Đúng không? Một hình như là một vài bạn bảo là à, đề câu 6 sai, thôi sang môn mà học đi. Đấy. Thế thì tùy các bạn thôi. Và thông thường tuổi trẻ chúng ta hay bồng bột nông nổi, nên là cứ câu nào không làm, không tìm thấy đáp án, kết luận đề sai. Đấy. Đây là tâm lý chung. Có lẽ thầy hiểu cách này cũng rất là thú vị, biết đâu lại được cộng điểm, đúng chưa? Đáp án A. Câu số 6 đã xong, câu 7 xong, câu 8. Một vật dao động điều hòa biên độ A chu kỳ T, thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường A căn 2. Kiểu làm đúng như là câu số 7. Đúng không? Nhưng mà ở đây vẫn là thời gian ngắn nhất, tức là quãng đường vẫn là lớn nhất, đúng chưa? Nhưng mà góc nó bằng bao nhiêu? Có dễ nhìn như cái kia không? Tổng là A căn 2. Thế thì thầy không biết thì thầy gọi là góc alpha đi. Và chắc chắn nó đối xứng ở đây, đúng không? Quãng đường lớn nhất, S max ở đây. Thầy gọi góc này góc alpha, thầy gọi góc này là góc alpha, đúng không? Đối xứng với alpha. Còn đây là góc quét này, đây là góc quét này. Lúc này thầy không gọi là alpha, thầy gọi là alpha không, được không? Quá được, đúng không? Quá được. Thế thì thầy sẽ có là S max bằng gì? À, đây là biên độ A, đây là trừ A, đúng không? Bằng 2 lần của cái cạnh này, đúng chưa nhỉ? 2 lần cạnh này, cạnh này thì bằng cạnh góc vuông, à xin lỗi, cạnh huyền nhân cốt góc kề, cốt alpha, đúng không? 2A cốt alpha mà đầu bài cho nó bằng A căn 2. À, dễ dàng suy ra là cốt alpha bằng căn 2 trên 2. Từ đó suy ra alpha bằng pi trên 4. À, alpha pi trên 4, pi trên 4 thì góc alpha 0 sẽ bằng bao nhiêu? Pi trên 2, đó là chính là góc quét, đúng không? Suy ra cái góc quét alpha 0 này bằng pi trên 2. Từ đó sẽ suy ra được cái thời gian delta t bằng bao nhiêu? Cả cái vòng tròn là góc 2 pi thì 1/2 pi trên 2, tức là 1/4 vòng tròn, tức là ứng với chu kỳ t trên 4, đúng không? Nếu không thì sẽ lại sử dụng công thức alpha bằng omega nhân delta t, hoặc là bằng 2 pi trên chu kỳ nhân với delta t, vẫn ra cái điều này, đúng không? Đấy là câu số 8.
Cô số 9 cũng làm vòng tròn lượng giác. Câu số 9. Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ ly độ trừ A đến ly độ A trên 2 là 1 giây. Tính chu kỳ dao động từ trừ A đến A trên 2, ngắn nhất, ngắn nhất. Đâu, trừ A đây, A đây, O đây, không đấy. Đến A trên 2 đúng không? Từ trừ A đến A trên 2. À, thế thì góc quét được không nào? Góc quét ở góc này này. Đấy. Và dễ dàng tính được góc này ngay. A trên 2 thì góc bên trên này là pi trên 3. Góc bên trên này này, pi trên 3. Thế thì cái góc quét alpha sẽ bằng 2π trên 3. Và đây chúng ta tính cái thời gian này bằng bao nhiêu? Bằng 1 giây. À thế thì chỗ này, ở đây người ta hỏi chu kỳ thì thầy sẽ bằng 2π trên t nhân delta t. Và ở thời gian này bằng 1 giây đúng không? Được bài trong 1 giây, delta t 1 giây. Thế từ đây thầy sẽ suy được là chu kỳ t sẽ bằng, đưa t lên đây, rút gọn 2, t bằng 3 giây. T bằng 3 giây. Làm cũng nhanh thôi. T bằng 3 giây, đáp án D. Đúng không? Làm tốc độ nó sẽ nhanh dần lên ngay. Câu số 10. Câu số 10. À, câu này là một câu hơi lạ một chút. Một vật dao động theo phương trình x bằng 2 cos x bằng 2 cos 5πt cộng p trên 6 cộng 1. Cái này chỉ khác cái phương trình bình thường ở chỗ nào? À, phương trình bình thường nếu mà không có cái hệ số này thì vị trí cân bằng trùng với gốc tọa độ. Nhưng với bài này thì vị trí cân bằng không trùng với gốc tọa độ. Đúng không? Thế thì vị trí cân bằng không trùng gốc tọa độ thì bài toán làm như thế nào? Bài toán làm như thế nào? Thì thầy lại đưa về cái vị trí cân bằng trùng gốc tọa độ thôi. Chúng ta dịch trục tọa độ đi. Thế bây giờ thầy sẽ chuyển là x trừ 1 bằng 2 cos 5πt cộng pi trên 6. Đúng không? Cái dạy thành dạng cũ đúng không? Thế cả anh này thầy viết thành x, x lớn 2 cos 5πt cộng pi trên 6. Đấy, phương trình mới đấy. Mà người ta bảo gì? Bảo gì? Kể từ lúc bắt đầu dao động, lúc bắt đầu dao động, thế thì x trừ 1 bằng bao nhiêu? Bắt đầu dao động, à, từ vị trí pi trên 6 này. Thầy vẽ cái vòng tròn lượng giác cho ly độ là x lớn, đúng không? Đến vị trí có ly độ là x nhỏ bằng 2cm, x nhỏ bằng 2cm thì suy ra x lớn bằng 1cm và vẫn theo chiều gì? Vẫn theo chiều dương. Đúng không? Vẫn theo chiều dương. Thế thì chúng ta làm như thế nào? Lại vòng tròn lượng giác. Nhưng mà trục này là trục x lớn, biên độ là 2 trừ 2. Không đây. Từ vị trí ban đầu. Vị trí ban đầu là vị trí nào? À, vị trí thời điểm bắt đầu dao động này là pi trên 6. Đây, pi trên 6. Đấy, pi trên 6. Mở không đây. Nó qua vị trí này theo chiều dương. Chiều dương là A trên 2 đúng không? Cái này là 1 đúng không? Thế là đây là vị trí theo chiều dương. Còn trên là vị trí theo chiều âm. Tức là qua vị trí M chúng ta xét này này. Thế thì qua bao nhiêu lần? Qua bao nhiêu lần? Trong 1 giây đầu tiên. À, chu kỳ ở đây bằng bao nhiêu? Thế thì trong 1 giây đầu tiên thì thầy tính góc quét từ vị trí ban đầu. Đây, mà không này, góc quét của nó sẽ bằng omega nhân t, omega nhân delta t. Omega bằng 5pi, bằng 5pi nhân 1 bằng 5pi. Tức là
nó sẽ quét được góc 5 pi. Thế không quét góc 5 pi thì qua vị trí M này bao nhiêu lần? À nhìn này, 1 pi. À đây, thầy vẽ là 1 pi chưa qua, đúng không? 2 pi thì qua một lần. Tiếp tục 4 pi thì qua hai lần, đúng không? 5 pi nó mới về đây. Tóm lại có mấy lần thôi? Có hai lần thôi. Có hai lần qua thôi, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có đáp án là đáp án B, có hai lần qua thôi. Đây là câu chúng ta cũng lưu ý. Chúng ta tiếp tục sang câu số 11, đúng không? Rồi, mấy bạn lại trao đổi, lại cãi nhau rồi. Rồi, tranh luận là tốt. Câu 11. Hỏi các bạn nhưng cũng phải có chính kiến của mình nhá. Bây giờ này hỏi bạn mày mày tao tên là gì? Nó lại bảo không phải thằng Tiến đâu, thằng Bạc. Thằng Tiến Bạc. Chúng ta sang câu 11. Một vật dao động điều hòa x bằng 4 cos 4 pi t cộng pi trên 3. Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1/6 giây. À delta t 1/6 giây. Một phần sáu giây thầy cần phải tính chu kỳ, bao giờ thầy cũng phải tính chu kỳ để so sánh với t trên hai, đúng không? Thì quãng đường ngắn nhất, quãng đường tức là quãng đường nhỏ nhất, quãng đường lớn nhất nó phụ thuộc vào cái khoảng thời gian chúng ta xét. Chu kỳ bằng bao nhiêu? Chu kỳ t bằng 2 pi, chia cho omega, omega đây bằng 4 pi thì bằng 1/2. À còn t trên 2 nó bằng 1/4. Thế thì rõ ràng cái gì đấy? Delta t nó nhỏ hơn t trên 2, đúng không? Nhỏ hơn một nửa chu kỳ. Rõ ràng nhỏ hơn 1/6, nhỏ hơn 1/4 là cái chắc. Rồi. Tức là quãng đường lớn nhất nó sẽ là góc quét đối xứng thông qua trục gì? Trục thẳng đứng. À lại vẽ hình. À góc quét thì bằng bao nhiêu? Alpha bằng omega nhân delta t. Omega ở đây là 4 pi nhân 1/6 là bằng 2 pi trên 3. À đối xứng thông qua trục tung, mỗi anh chiếm một góc là pi trên 3. Đấy, pi trên 3. Đây là quãng đường Edmax. Đấy, đây là pi trên 6, đúng không? Đây pi trên 6. Bởi vì là góc trên là pi trên 3 rồi, đúng không? Góc trên là pi trên 3. Đấy. Thế thì Edmax sẽ bằng 2 lần một thầy tính một bên thôi. À, cạnh này là cạnh góc vuông bằng cạnh huyền là cạnh A, đúng không? A đây. Nhân cốt một kẻ. À 2 lần đúng không? 2 lần cái đoạn nhỏ này mà đoạn nhỏ bằng A nhân cốt pi trên 6. Cốt pi trên 6 là bằng căn 3 trên 2 cho nên cái này bằng A căn 3. A căn 3 mà A ở đây bằng nhiêu? 4 cm, đúng chưa? 4 cm bằng 4 căn 3 cm. Đáp án đi. Đấy. Câu 12. Chưa ai có hỏi, chỉ theo dõi thôi, đúng không? Cũng chưa có thắc mắc gì cả. Bây giờ câu 12 là như nào? Một chất điểm đang dao động với phương trình x bằng 6 cos 10 pi t cm. Tốc độ trung bình của vật sau 1/4 chu kỳ tính từ cái khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ. À, tốc độ trung bình sau 1/4 chu kỳ mà lúc cái vị trí xuất phát nó ở đâu? Vị trí xuất phát nó là ở vị trí biên gì đấy? Biên dương, đúng không? Đây, x, 6, 0. Sau đó là 1/4 chu kỳ, đây. 1/4 chu kỳ đây. Thế thì hình chiếu của nó quãng đường đi được là bao nhiêu? Quãng đường đi được là A. Đúng nhỉ? Thế
Thế thì thầy sẽ có là V trung bình trong cái trường hợp 1, thầy gọi là V trung bình 1, nó sẽ bằng A chia cho 1 phần 4 chu kỳ T trên 4 bằng 4A trên T. Lại tính tốc độ trung bình trong nhiều chu kỳ. Tốc độ trung bình trong nhiều chu kỳ chính là tốc độ trung bình của một chu kỳ thôi, thì nó vẫn bằng 4A trên T. Hai anh giống nhau, chọn đáp án. Có mỗi đáp án C là hai anh giống nhau rồi, cho nên đáp án đúng là đáp án C, hai anh giống nhau. Còn các em thích tính ra vẫn kết quả là 1.2 m/s bình thường. Đấy, đấy là câu số 12. Câu số 13. Câu số 13. Câu số 13 như sau. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 10 cos 2pi t trừ biên 6. Vật đi qua vị trí cân bằng đầu tiên vào thời điểm nào? Đấy. Câu 13 là như thế này. X bằng 10 cos 2pi t trừ pi trên 6. Tất nhiên là cm rồi. Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm nào? Lần đầu tiên thì trước tiên chúng ta phải xác định là từ vị trí ban đầu, đúng không? Tức là từ vị trí trừ pin 6 này, vẽ vòng tròn lượng giác ra. Trừ pin 6. Đây, đây là góc vị trí ban đầu trừ pin 6. À, thầy cũng chả cần phải ký hiệu là 10 luôn. Rồi, qua vị trí cân bằng lần đầu tiên, đây là vị trí cân bằng lần đầu tiên. Đấy, từ đây, tức là cái góc quét là góc này, đúng không? Đây trừ pi 6, tức là góc này là pi 6, pi 2 nữa là mấy? Tức là góc quét alpha bằng pi trên 6 cộng pi trên 2 thì bằng bao nhiêu? 2 pi 3, đúng không? 2 pi trên 3. Thì thời điểm đầu tiên thì cái T này hay là delta T đấy. À, thế thì cái này nó sẽ bằng 2pi nhân với T, bằng omega nhân T mà. O nhân ba, omega nhân với thời gian, đúng chưa? À, và nó xuất phát từ thời điểm ban đầu cho nên thời gian đóng vai trò là thời điểm luôn, đúng không? À, thế thì chúng ta sẽ có là T bằng 1/3 giây. 1/3 giây thì kết quả là câu A. Đúng chưa? Kết quả là câu A. Câu 14. Câu 14 thì chỉ có khác một điều là chúng ta phải tính được ra gì? Ra cái tốc độ góc, đúng không? Nó chính là cái hình ảnh của hình chiếu của chuyển động hình chiếu của chuyển động, một chất điểm chuyển động tròn đều lên một trục nằm trong mặt phẳng quỹ đạo, đúng không? À, chúng ta sẽ có là tốc độ dài V bằng bán kính nhân với tốc độ góc. Khi dao động điều hòa thì tốc độ góc trở thành tần số góc. V bằng 0.75, đúng không? Đầu bài cho bằng 0.75. À, bán kính là 0.5 nhân với omega. Từ đó omega bằng 1.5 radian trên giây. Tính được radian. Và lúc này bán kính 0.5m này, nó chính là gì? Nó chính là biên độ của hình chiếu, đúng không? Biên độ hình chiếu dao động điều hòa. Thế thì biên độ của cái điểm M phẩy là 0.5m bằng 50cm. Rồi, người ta bảo là tại thời điểm T bằng 0, M phải đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. À, thế thì vẫn sử dụng vòng tròn lưỡng giác. M phải là hình chiếu và đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. À, thời điểm ban đầu T bằng 0 đây, T bằng 0, M 0 đấy, đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm, đó là cái vị trí trên. À, đấy là điểm xuất phát. Được chưa? Tiếp tục.
Khi T bằng 8 giây, hình chiếu M phẩy đi qua ly độ bao nhiêu? Tóm lại là tính ly độ ở thời điểm T bằng 8 giây. Thế thì T bằng 8 giây thì nó quét được góc bao nhiêu? Alpha sẽ bằng omega nhân với T là 8 đấy. Bằng 1,5 nhân 8 bằng 12 radian. Thế thì thầy phải đổi ra nó gấp bao nhiêu lần pi? Đúng không? Chia cho 3,14. 12 chia cho 3,14. Nó bằng 3,82. Alpha bằng 3,82 pi. Đấy, thế thầy có thể tách này là 3 pi cộng với 0,5 pi. 0,5 pi là 1/4 vòng tròn mà. Cộng 32. 32 pi. Đấy, các em hình dung này. Xuất phát đây. Người ta tính gì? Tính ly độ. À, đầu tiên nó quét góc 3 pi. 1 pi là nửa vòng tròn. 2 pi trở về đây. 3 pi trở xuống đây. Đúng không? 3 pi xong rồi. 0,5 pi, 1/4 vòng tròn nó về đây. Tiếp tục là 0,32 pi. Đúng không? 0,32 pi. Đúng chưa nhỉ? 0,32 đúng rồi. 0,32. Cả cái này là pi trên 2, tức là 0,5 pi, 0,32 nó chiếm đến đây, khoảng đến tầm đến đây. Đấy, tức là nó về từ đây. Đây là 0,32 pi. Thế tôi cứ tính hình chiếu. Ở đây, lúc này chính là x tại cái thời điểm đó. Ly độ thời điểm đó, trước tiên ly độ phải là dương. Cho nên câu A không thể đúng được. Câu B không thể đúng được. Mà ở điểm này nó đang đi theo chiều gì đấy? Chiều âm của trục OX đúng không? Đi theo chiều âm thì chắc chắn là đáp án gì? Đáp án D thầy không cần phải tính nữa. Đúng không? Nếu có hai câu mà đều đi theo chiều âm chúng ta phải tính kết quả cụ thể. Đúng chưa nhỉ? Thầy tiếp tục sang câu số 15. Có bạn hỏi thầy tại sao cái câu số 13 lại xây dựng được góc lệch? Luôn luôn xây dựng được góc lệch mà. Bởi vì là người ta tính là đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên, tức là xác định từ vị trí ban đầu. Đúng không? Vị trí ban đầu là vị trí ứng với T bằng 0, tức là nó ở cái góc là trừ pi trên 6. Được chưa? Sau đó đến thời điểm qua vị trí cân bằng, vẽ hình ra nhìn ngay góc quét, nhìn ngay được góc lệch. Đúng không? Nhìn vào hình sẽ dễ dàng nhất. Tại sao là câu 10 lỗi? Hoàn toàn câu 10 không lỗi. Câu 7 cũng thế, không có gì là lỗi cả. Đúng không? Chúng ta tiếp tục sang câu số 15. Câu số 15. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục OX, tốc độ trung bình của chất điểm ứng với khoảng thời gian thế năng không vượt quá 3 lần động năng trong một nửa chu kỳ. Tức chỉ tính trong một nửa chu kỳ thôi, đúng không? Tức là tính phần trên vòng tròn hoặc phần dưới vòng tròn, đúng không? Là 300 căn 3 cm trên giây. Tốc độ cực đại là bao nhiêu? À, chúng ta hình dung này. Thế năng không vượt quá 3 lần động năng, tức là thế năng nhỏ hơn hoặc bằng 3 lần động năng. Thế thì một trong những cái việc làm để sử dụng vòng tròn lượng giác, đó là tôi phải xét cái ly độ nó nằm trong khoảng nào. Đúng không? Ly độ thì liên quan đến thế năng. Đúng không? Tôi phải so sánh với biên độ. Mà chúng ta có là động năng, thế năng cộng động năng, đúng không? Bằng cơ năng. Rõ ràng là thế năng cộng động năng bằng cơ năng. Và cái thế năng cộng động năng này nhỏ hơn hoặc bằng 3 lần động năng, thì thầy suy ra động năng lớn hơn hoặc bằng thế năng trên 3. Đúng không? Cho nên tổng anh này, tức là cơ năng sẽ lớn hơn hoặc bằng thế năng cộng thế năng trên 3. Đấy, thế thì cơ năng lớn hơn hoặc bằng 4/3 lần thế năng.
đúng không? Mà cơ năng bằng 1/2 KA bình lớn hơn hoặc bằng 4/3 nhân với 1/2 KX bình, rút gọn 1/2 K đi. Thế thì độ lớn của x, trị tuyệt đối của x phải nhỏ hơn hoặc bằng căn 3 trên 2 A. À, đấy. Mà chúng ta chỉ xét nửa chu kỳ thôi. Ly độ có độ lớn nhỏ hơn căn 3 trên 2 A. À, vẽ vòng tròn lượng giác ra. Chúng ta chỉ xét nửa chu kỳ thôi mà, tức là xét ở phần trên hoặc phần dưới. A căn 3 trên 2 x nhỏ hơn nó, căn 3 trên 2 0,86 gì đó. À đây, tầm đây. À đây, nhỏ hơn thì nó chạy trên cái khung này. Đấy, chạy trên cái khung này. Xét một nửa chu kỳ thôi mà. Nửa chu kỳ thì hoặc khung trên này hoặc là khung bên dưới này, đúng nhau, đúng không? Đây, x đây. Đây là, đây là căn 3 trên 2, đây là trừ căn 3 trên 2. Thế căn 3 trên 2 dễ dàng tính được góc này bằng bao nhiêu? Cốt của nó, cốt của góc alpha đi, thầy cho hai góc này là góc alpha đi. Alpha nó sẽ bằng căn 3 trên 2, đúng không? Căn 3 trên 2 A chia cho A là căn 3 trên 2. Thì cái góc alpha sẽ bằng pi trên 6, tổng là pi trên 2 thì anh lớn này là 2π trên 3, đúng không? 2π trên 3. Đấy, thì cái góc quét alpha 0 bằng 2π trên 3. Được chưa? 2π trên 3. Ờ, thế thì 2π trên 3 bằng omega nhân với gì? Delta T. Omega delta T. Thế mà ở đây người ta hỏi gì? Hỏi tốc độ cực đại, tức là A nhân omega, đúng nhỉ? A nhân omega. Ở đây delta T, không vượt quá 3 lần trong nửa, trong một nửa chu kỳ là 300, à tốc độ trung bình. Thế thì ở đây thầy sẽ biết alpha rồi, thì thầy suy ra delta T. Delta T bằng 2pi chia cho 3 omega. Tính tốc độ trung bình thì thầy phải tính được gì nữa? Tính được quãng đường. Quãng đường này. À, quãng đường S bằng 2 lần cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân cốt góc kề. Cạnh huyền là A nhân cốt của cốt vừa pi trên 6. Thì chỗ này bằng A căn 3. Từ đây thầy sẽ suy ra được là V trung bình bằng S trên T, đúng không? S trên delta T. A căn 3 chia cho 2pi. À, chia thì nhân nghịch đảo, nhân 3 omega. Mà A omega thì nó chính bằng V max, đúng không? Nhân 3 căn 3 trên 2pi. Mà đầu bài cho anh này bằng bao nhiêu? 300 căn 3. 300 căn 3. 300 căn 3. Thế thì rút gọn 3 căn 3, căn 3 với 3, thế thì đây là 100, đúng không? Thế thì V max bằng 200 pi cm trên giây thì bằng 2 pi mét trên giây. Đấy, thì câu này đáp án của chúng ta sẽ thuộc về đáp án C. Đáp án C. Đấy, cũng tương đối dài đúng không? Khi nói tốc độ trung bình. Câu 16. Ở kiểu làm một câu 16 sẽ giống kiểu làm câu 17. Đúng không? Câu 17. Có lẽ thầy cứ chưa hết đi. Chưa hết đi để chúng ta tham khảo thêm một lần, đúng không? Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp T1 bằng 2,2 giây, T2 bằng 2,9 giây. Tính từ thời điểm bắt đầu T bằng 0 đến thời điểm T2, chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?
anh này ở vị trí có tốc độ bằng không, anh này đến liên tiếp bằng không. Bằng không ở đâu? Bằng không ở biên. Mà đi từ biên nọ đến bên kia thì mất bao nhiêu thời gian? À, mất 1/2 chu kỳ. Thế thì chúng ta sẽ có T trên 2 sẽ bằng khoảng thời gian, đúng không? 2,9 trừ 2,2. Cho nên T sẽ bằng 1,4 giây. 1,4 giây. Đấy, tính được chu kỳ, đúng không? Thế nhưng mà người ta hỏi là xuất phát từ thời điểm ban đầu đến cái gì nhỉ? Cái thời điểm T2 đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần? Thế thì tôi phải xác định thời điểm T1 ở đâu? T1 ở vị trí cân bằng, thầy cứ cho vị trí cân bằng nằm ở đây đi. T1 ở đây đi, đúng không? Thế thì lát nữa T2 chắc chắn phải ở đây rồi. Đấy. Thế thì để xác định cái thời điểm ban đầu thì tôi phải lùi lại một góc quét bao nhiêu? Ta để đến được thời điểm T1 từ thời điểm ban đầu thì nó đã quét một góc alpha 1 bằng 2pi trên T nhân với T1 trừ T0, đúng không? T0 bằng 0 thôi. Thì nó sẽ bằng 2pi, đúng nhỉ? Chia cho T 1,4 nhân 2,2 thì bằng 22/4, rút gọn 2 là 11, 22 pi chia cho 7 bằng bao nhiêu? 7321 3 pi cộng pi trên 7. Đúng không? Cộng pi trên 7. Và thời điểm tiếp theo nó về tới đây, đúng không? Tức là cái khoảng tiếp theo là cái này. Thế thì bây giờ thầy cần xác định vị trí ban đầu ở đâu. À, thế thì tôi phải lùi lại một cái góc quay là 3 pi cộng pi trên 7. Chiều quay là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Thì bây giờ quay lại thời gian thì theo chiều kim đồng hồ, đúng không? Thầy tính này, 1 pi về tới đây, quay ngược lại tiếp 2 pi về tới đây, 3 pi về tới đây, tiếp tục quay thêm pi trên 7. Tức là cả cái nửa vòng tròn tôi chia 7 phần thì tôi lấy 1 phần, đúng không? Thế giả sử pi trên 7 nó nằm ở đây, tương đối thôi, đây vị trí ứng với vị trí xuất phát M0, đúng không? Xuất phát M0. Thế bây giờ thầy lại từ M0 thầy quay cho các em xem là nó qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần nhá. Thầy quay đến T1. Đấy. Quay đến T1. À, xuất phát này và quay góc 3pi. 1pi qua vị trí cân bằng một lần. Tiếp tục 2pi. À. Từ đây chứ, xin lỗi, là đây. M0 1pi đến đây. Đến đây này. Đấy. Đến đây. Qua vị trí cân bằng một lần. Về 2pi là 2 lần. 3pi là 3 lần. Đúng không? 3pi là 3 lần, cộng pi trên 7 nữa thì chưa có thêm lần nào cả. Và về tới đây. Đấy. Về tiếp theo là T2 là mấy lần? 4 lần, đúng không? 4 lần. Thế thì tổng cộng là 4 lần. Bây giờ thầy nhắc lại bài này một chút để các em áp dụng tương tự bài 17. Có lẽ thầy không chữa bài 17 nữa nha. Thầy làm lại cái bài số 16 như sau. Để tôi xác định được số lần đi qua vị trí cân bằng, tôi phải xác định được thời điểm ban đầu. Vị trí ban đầu nó ở đâu? Ở M0. Tôi phải lùi lại từ thời điểm T1 xem góc quét nó bằng bao nhiêu. Tính alpha 1 bằng 2pi trên T, nó chính là omega, nhân với T1 trừ T0, tức là khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu. Tức là 2pi nhân 1,4 chia 1,4 nhân 2,2 thì nó sẽ bằng 22/7. Thầy tách ra bằng 3pi cộng pi trên 7. Tức là để xác định M0, tôi phải lùi góc 3pi và lùi thêm góc pi trên 7 nữa. T1 lùi 1pi về đây, lùi 2pi về đây, lùi 3pi về đây, mà lùi tiếp pi trên 7 về đây. Tóm lại vị trí ban đầu M0 ở đây. Xác định đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần thì tôi sẽ xác định quay ngược lại. 1 pi qua vị trí cân bằng, vị trí trên,
vị trí dưới này, lần thứ nhất. Tiếp tục một pi nữa thì đi qua vị trí bằng thứ hai, được hai lần. Tiếp tục lần nữa là 3, 3 pi thì là 3 lần. Đúng không? Cộng pi trên 7 nó mới về từ đây. Và vẫn 3 lần. Tiếp tục về vị trí T2 là đây thì đi qua này một lần nữa là 4, tổng là 4 lần. Đấy, cho nên đáp án của chúng ta đó chính là đáp án C. Đáp án C. Câu T2 câu 17, chúng ta tính cái ly độ thôi, nhưng mà chúng ta vẫn phải tính cái tọa độ. Có lẽ vẫn phải thôi thì chữa bài số 17 đi. Câu số 17 đi. Để chúng ta đỡ phải băn khoăn. Câu số 17. Câu 17. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục OX không quan tâm có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp, vẫn giống như câu 16. T1 bằng 1,75 và T2 bằng 2,5 giây. Xử lý luôn cái vấn đề tính chu kỳ. T trên 2 sẽ bằng 2,5 trừ 1,75 bằng bao nhiêu? Bằng 0,75 đúng không? Thế thì suy ra chu kỳ T bằng 1,5 giây. Giải quyết luôn. Đọc tiếp, thầy đọc tiếp. Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm trên giây. Tọa độ chất điểm tại thời điểm T bằng 0 là bao nhiêu? Tốc độ trung bình đi từ biên dương đến biên âm hoặc từ biên âm đến biên dương thì quãng đường đi được là 2a, đúng không? Tốc độ trung bình là 2a chia cho t trên 2 thì bằng 16 cm trên giây, đúng chưa nhỉ? Thì từ đây thầy sẽ có a thôi, a của thầy sẽ bằng 4 nhân t, đúng không? Bằng 4 nhân t. T trên 2 nhân 16 là 8t, chia cho 2 là 4t, tức là bằng 4 nhân 1,5 bằng 6 cm. Rồi, a là thầy bằng 16, bằng 6 cm. Được chưa? Rồi. Tọa độ chất điểm tại thời điểm t bằng 0 thì thầy phải quay ngược thời gian lại. Để đến vị trí T1 thì thầy sẽ có một góc quét alpha 1, nó sẽ bằng 2 pi trên t nhân với 1,75. Đúng không? Thời gian mà. 2 pi chia cho 1,5 nhân 1,75 thì nó bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu giây? Bằng bao nhiêu pi? 1,75 nhân 2 là 1,75 nhân 2 bằng 3,5 đúng không? 3,5 chia 1,5 tức là bằng 35 pi chia cho 15 thì chia cả tử với mẫu cho 5 thì nó sẽ bằng 7 pi trên 3. 7 pi trên 3 thì thầy tách ra nó là 2 pi cộng với pi trên 3. Bây giờ thầy sử dụng vòng tròn lượng giác và thầy quay ngược thời gian bằng vòng tròn lượng giác, một góc 2 pi cộng pi trên 3. Thầy giả sử nó đang ở vị trí biên là vị trí biên âm đi, hoàn toàn nó có thể xuất phát cái thời điểm T1 nó nằm ở điểm biên dương hoặc biên âm, đúng không? Đấy, thầy cứ giả sử nó ở biên âm đi đã. Thì quay ngược như thế nào? Quay ngược một pi
thì về đây, 2pi thì về vị trí cũ, được chưa? 2pi đấy. Sau đó quay ngược thêm pi trên 3, pi trên 3 nữa. À, sau đó nó quay ngược thêm pi trên 3 nữa thì nó nằm ở đây. Đấy, pi trên 3. Thì dễ dàng tính được anh này bằng trừ trừ 3, bởi vì đây là 6, đây là trừ 6. Đúng không? Nhưng hoàn toàn có thể vòng tròn lượng giác T1 nó nằm ở biên dương. T1 ở vị trí biên dương đây, T1 đây. Nó quay góc 2pi, 1pi quay ngược lại, 2pi về đây, và nó quay tiếp một góc pi trên 3 thì nó về đây. Thì lúc này cái vị trí này này là 3. Thế thì với một bài tổng quát thì nó có thể ly độ là 3 hoặc là trừ 3. Nhưng trong các đáp án rất may không có đáp án nào là 3. Cho nên chúng ta chọn ngay đáp án là trừ 3 cm, tức là đáp án D. Đúng không? Còn tổng quát nó phải là bằng cộng trừ 3 cm. Nó mới là chính xác. Câu 18. Câu 18. Một vật dao động điều hòa với phương trình 6 cos 2 pi t trừ pi tại thời điểm pha dao động bằng 1/6 lần độ biến thiên pha trong một chu kỳ. Trong một chu kỳ độ biến thiên pha bằng bao nhiêu? Là 2 pi đúng không? Thế thì pha omega t cộng phi bằng 1/6 độ biến thiên pha trong một chu kỳ là 2 pi, tức là pi trên pi trên 3. Thực ra bài này không sử dụng vòng tròn lượng giác cũng được, đúng không? Nhưng mà dùng vòng tròn lượng giác chỉ có một yếu tố duy nhất khai thác được, đó là trong một chu kỳ độ biến thiên pha là 2 pi, đúng không? Thế thì bây giờ bài toán trở nên đơn giản, đúng không? Tính tốc độ. Ở đây chúng ta có x bằng 6 cos 2 pi t trừ pi, đúng không? Thì v sẽ bằng trừ 12 pi sin 2 pi t trừ đi pi, mà cả cái cụm omega t đây là omega t cộng phi đấy, thì nó bằng pi 3 rồi. Thì chỗ này sẽ bằng độ lớn, đúng không? Độ lớn thì chúng ta vứt dấu âm đi, đúng không? Vứt dấu âm đi, trị tuyệt đối. 12 pi sin pi trên 3. Sin pi trên 3 thì bằng căn 3 trên 2, cho nên cái này nó bằng 6 căn 3 pi cm trên giây. 6 căn 3 pi cm trên giây. Đáp án C. Đúng không? Thầy tiếp tục sang câu số 19. Một câu hỏi nó chỉ chúc chắc một chút thôi, chứ về bản chất cũng không khó. Câu 19. Vật dao động điều hòa có tốc độ cực đại bằng 3 m trên giây, gia tốc cực đại bằng 30 pi m trên giây bình phương. Về mặt bằng A omega, đúng không? Bằng 3 m trên giây. A max bằng A omega bình bằng 30 pi mét trên giây bình phương. Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5 mét trên giây và thế năng đang tăng. Hỏi thời điểm nào sau đây vật có gia tốc 15 pi mét trên giây bình phương. Có lẽ phải chuyển sang ly độ hết, đúng không? Thế thì muốn biết được ly độ thì chúng ta phải xem là A bằng bao nhiêu, omega bằng bao nhiêu. Nhìn này, A max chia V max thì sẽ ra omega, đúng không? Thế thì omega sẽ bằng dưới chia trên, 30 pi chia cho 3, 10 pi radian trên giây. Khi đã bằng 10 pi radian trên giây thì thay vào đây thì A nó sẽ bằng 3/10 pi mét. Có lẽ cũng không cần tính A đâu. Thế bây giờ là chúng ta thấy này, Thời điểm ban đầu vật đang có vận tốc 1,5 m trên giây. V bằng 1,5, tức là bằng V max trên 2, đúng không? V max trên 2.
và thế năng đang tăng. Thì bây giờ từ cái dữ kiện này để thầy suy ra cái x như thế nào? À, chúng ta đã biết là x và v vuông góc với nhau, x chia cho a tất cả bình phương cộng với v chia cho v max tất cả bình phương bằng 1. Thì thay v chia v max bằng 1/2 thì chỗ này bằng bao nhiêu? 1/4. Chuyển vế sang sẽ là 3/4. Tóm lại trị tuyệt đối của x sẽ bằng a căn 3 trên 2. Thầy sẽ xác định được bằng vòng tròn lượng giác. Đấy là thời điểm 1. Thời điểm 2 là a bằng 15 pi mét trên giây bình phương. A bằng 15 pi mét trên giây bình phương tức là bằng a max trên mấy? A max trên 2. Mà a thì bằng trừ omega bình x, đúng chưa? Còn a max thì bằng omega bình gì? A, đúng không? Omega bình a chia cho 2. Thế tóm lại là x sẽ bằng trừ a trên 2. Đấy. Thế nên nó chạy từ cái vị trí 1 là a căn 3 trên 2 đến vị trí 2 là trừ a trên 2. Vẽ vòng tròn lượng giác. Lại quay lại x này, nhưng mà thế năng đang tăng. Thế năng đang tăng, a căn 3 trên 2 và thế năng đang tăng. Và ở đây người ta có vận tốc là 1,5 m trên giây, tức là vận tốc dương, đúng chưa? Vận tốc dương thì chỉ có ở bên cung dưới này thôi. À, cung dưới này hoặc là điểm bên trái hoặc là điểm bên phải thì là vận tốc dương, đúng không? Nhưng mà lại gì? Lại thế năng đang tăng. Vị trí này thế năng đang giảm, bởi vì đang tiến về vị trí cân bằng. Vị trí này là thế năng đang tăng bởi vì nó tiến ra vị trí biên, cho nên điểm xuất phát là điểm này. Đây, xuất phát. Tiếp tục đến vị trí trừ a trên 2. Và ở đây người ta bảo là thời điểm nào sau đây? Thế thì a trên 2 ở đây này. Đấy, góc có thể đến đây vẫn là a trên 2. A trên 2, à trừ a trên 2. Hoặc điểm dưới này vẫn là trừ a trên 2. Bây giờ thầy tính hai vị trí. À, a trên 2 thì góc này bằng bao nhiêu? Pi trên 6. Đúng không? Pi trên 6 ở đây cũng là pi trên mấy? Pi trên 6. Bởi vì là căn 3 trên 2 mà. Căn 3 trên 2. Thì góc này là pi trên 6, góc này pi trên 6. Đây pi trên 2. Trường hợp thứ nhất thì thầy sẽ có điều gì? Thầy sẽ xóa tạm phần trên đi. Trường hợp thứ nhất, thầy để omega lại nha. Rồi, chỗ này thầy bỏ đi, chỗ này cũng bỏ đi. Rồi, trường hợp thứ nhất tức là từ vị trí 1 đến vị trí 2 là đây, thì thầy có cái góc quét alpha sẽ bằng pi trên 6 cộng pi trên 6 là pi trên 3. Pi trên 3 cộng pi trên 2 bằng 5 pi trên 6. À, tính cái thời điểm thì bằng 10 omega nhân t, đúng không? Nhân t thì suy ra t bằng 1/12 giây. 1/12 giây có không? 1/12 giây không có. Nó chia xấp xỉ bao nhiêu đấy? 1/12. Xấp xỉ 0.083. 0.83 thì chẳng có đáp án nào cả. Thế thì chắc nó phải về vị trí này. Vị trí này thì góc quét tổng hợp nó bằng bao nhiêu? Alpha lúc này nó sẽ bằng bao nhiêu? Pi trên 6 cộng pi thì chỗ này cũng tính được ra nó bằng bao nhiêu? Pi trên 3, đúng không? Thế pi trên 3 cộng pi trên 6 là pi trên 2. Pi trên 2 cộng thêm góc pi thì bằng 3pi trên 2. 3pi trên 2 thì bằng 10pi nhân t. Từ đó sẽ suy ra t bằng bao nhiêu? 3/20 thì bằng 0.15 giây. Thế thì đáp án chúng ta chọn đó chính là đáp án B. Đấy, về hai trường hợp. Đúng chưa? Rồi lại tiếp tục giải quyết các câu còn lại.
Câu 20. Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T lệch pha pi trên 3 với biên độ lần lượt là A và 2A. Trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, góc tọa độ nằm trên cùng một đường vuông góc chung. Thì tức là vị trí cân bằng nó cùng vị trí, đúng không? Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau. Ngang nhau tức là ly độ như nào? Bằng nhau, đúng không? Vẽ vòng tròn lượng giác biết ngay. Một anh là 2A, một anh là 2A. À, một anh là A và một anh là 2A. Và lệch pha nhau một góc pi trên 3. Đấy, một anh sử dụng vòng tròn trong, một anh sử dụng vòng tròn ngoài. Được chưa? Thế thì chúng ta nhìn thế này. À, giả sử ở vị trí đầu tiên là nó cùng, tức là ngang nhau, tức là cùng ly độ, đúng không? Tức là hình chiếu của nó xuống cái trục OX này là bằng nhau, đúng không? À, và lệch nhau góc pi trên 3, thầy giả sử đây. À, chiếu xuống phải chụp cùng hình chiếu, đúng không? Ví dụ ở đây, đây, một anh thứ nhất, rồi anh thứ hai là 2A đây. Và lúc nào thì lại hình chiếu bằng nhau tiếp? Hình chiếu bằng nhau. Nếu mà giả sử nó qua bên này, rồi thế anh này, anh thứ nhất đây, anh thứ hai đây, thì không được, vị trí nó không hợp lý. Bởi vì là lúc này, giả sử như thế này thì anh này đang nhanh pha hơn anh này, thì cái đường kẻ dài này nó phải phía bên tay trái, à, đường kẻ ngắn bên tay phải. Như thế này là không hợp lý, đúng không? Vì anh này đang nhanh pha hơn anh này, không hợp lý. Đây, anh này là đây, quay đấy không hợp lý. Đấy, tiếp tục, thế thì nó phải quay xuống bên dưới. Quay xuống bên dưới thì anh này ở đây, anh này ở đây. À, thế thì rõ ràng là nó như thế nào đấy? Nó như thế nào đấy? Đi một cung bằng nửa vòng tròn. Anh này cũng đi một cung bằng nửa vòng tròn. Đi một cung nửa vòng tròn, đúng không? Thế thì cái thời gian delta t bằng 1 phần 2 chu kỳ. 1 phần 2 chu kỳ, chu kỳ bằng nhau mà. À, thế thì đáp án chúng ta biết ngay đó là đáp án A. Đây là câu 20. Được chưa? Thế thì phải nhớ cho thầy là ngang nhau có nghĩa là ly độ bằng nhau. Ly độ bằng nhau có nghĩa là hình chiếu của các điểm, chất điểm dao động, à, chuyển động tròn đều trên trục OX là trùng nhau. Đấy, đây là điểm lưu ý. Chúng ta sang câu số 21. Một vật dao động điều hòa một chu kỳ là T, trong một chu kỳ là T của dao động, thì thời gian độ lớn vận tốc tức thời không nhỏ hơn pi trên 4 lần vận tốc trung bình trong một chu kỳ là bao nhiêu? Tức là tính thời gian. Và ở cái trường hợp là vận tốc tức thời không nhỏ hơn về tức thời, không nhỏ hơn tức là lớn hơn hoặc bằng pi trên 4 tốc độ trung bình trong một chu kỳ. Tốc độ trung bình trong một chu kỳ là 4a trên t, tức là v tức thời lớn hơn hoặc bằng pi nhân a chia cho t, đúng không? Pi nhân a trên t có lẽ thầy viết được bằng theo Vmax, đúng không? V, và chắc chắn V này là lớn hơn bằng, đúng không? Tức là nó dương. Đấy. Thế thì chỗ này thầy có thể viết là V lớn hơn bằng T, thì thầy thay bằng 2pi trên omega. Đấy, 2pi trên omega thì hết pi, đúng không? Chia hết pi nó sẽ bằng A nhân omega chia cho 2. À, tức là V max trên 2. Về mặt trên hài. Thì người ta bảo là khoảng thời gian
thời gian, độ lớn, nó thỏa mãn điều đó. Thế bây giờ thầy sẽ vẽ vòng tròn lượng giác V lớn hơn hoặc bằng V max trên 2. Khoảng thời gian V max trên 2. Rồi, tức là V dương rồi, lớn hơn V max trên 2. Thầy giả sử V max trên 2 nó là một thời điểm nào đó gần đây đi. Tí nữa thầy sẽ xác định được gì nhỉ? Xác định được ly độ đồng hoàng, đúng không? Thầy giả sử vị trí V max trên 2 ở đây, thế thì nó phải đi theo chiều này. Không nhỏ hơn, tức là lớn hơn bằng, lớn hơn thì nó chạy trong cái khoảng này, chạy trong khoảng này. Đấy. Còn nếu mà bên trên thì là âm rồi. Ở đây là lớn bằng V max trên 2 thì góc này. Thế vấn đề là bây giờ thầy tính cái ly độ này là bao nhiêu? Tính như nào? Thế thì cái vị trí này là V max trên 2 rồi thì thầy sẽ có V trên V max bằng 1/2. Đúng chứ nhỉ? Thế thì x của thầy trên A tất cả bình phương cộng 1/4, tức là V trên V max tất cả bình phương, đúng không? Bằng 1. Thế thì trị tuyệt đối của x bằng căn 3 trên 2a, đúng không? Thế thì căn 3 trên 2, căn 3a trên 2 trừ căn 3a trên 2 thì dễ dàng tính được cái góc này là pi trên 6. Thầy vẽ không chuẩn, đúng không? Vẽ pi trên 6 thành pi trên 3. Thế thì đây là pi trên 6, bởi vì thầy không biết mà, nên thầy cứ phải tính như thế. À, thế thì lúc này pin 6, pin 6 thì góc này là 2pi trên mấy? 2pi trên 3. Góc quét alpha bằng 2pi trên 3. Thế thì tính thời gian đơn giản thôi, bằng 2pi trên t nhân với delta t. Thì delta t sẽ bằng t trên mấy? A bằng bao nhiêu? 1/2, 3/ căn 3 trên 2, đúng không? Cốt bằng căn 3 trên 2 thì pi trên 6, đây là 2pi trên 3. Đúng rồi, 2pi trên 3 thì delta t pi trên 4. Đúng rồi, 2pi trên 3 thì chúng ta sẽ có chúng ta sẽ phải xem lại cái x nhỏ hơn bằng căn 3 trên 2, đúng không? Căn 3 trên 2. À xin lỗi, ở đây là người ta đang bảo là gì? Tốc độ tức thời không nhỏ hơn pi trên 4, tức là lớn hơn bằng. Lớn hơn hoặc bằng. À, độ lớn của tốc độ tức thời, xin lỗi các em, chỗ này chúng ta quay lại một chút, là độ lớn trị tuyệt đối của V. Trị tuyệt đối của V. Đấy. Ở đây là độ lớn. Đấy. Ở đây là độ lớn. Đấy. Độ lớn thì có cả cung trên và cả cung dưới, đúng không? Thế cái thời gian của một cái cung nhỏ delta T này, thầy gọi là delta T0. Đây delta T0 thì cái delta T nó bằng 2 lần delta T0. Chỗ này delta T0, delta T0 bằng T trên 3. Thì suy ra cái delta T bằng 2T trên 3. Ở đây là độ lớn của vận tốc tức thời, tức là người ta xét cả cung trên và cả cung dưới, đúng không? Cả cung trên và cả cung dưới, bởi vì thầy vừa xét chỉ là xét mỗi vận tốc tức thời thôi. Đấy, thế là lưu ý chúng ta hay nhầm lẫn như thế. Câu 23. Một vật dao động với chu kỳ T chọn gốc thời gian là lúc đi qua vị trí cân bằng. Vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở đâu? Từ vị trí cân bằng đến vị trí nào? Từ vị trí cân bằng đến vị trí vận tốc bằng 0. Vị trí cân bằng đây. Xong đến vị trí vận tốc bằng 0 đây. À, như thế này là bằng 1/4 chu kỳ. Đáp án biết ngay, đúng không? Đáp án D. Câu 24. Câu 24. Một chất điểm dao động điều hòa trong thời gian ngắn nhất từ vị trí biên có ly độ bằng A
A đến vị trí trừ A trên 2. Chất điểm có tốc độ trung bình là bao nhiêu? À, chúng ta phải tính quãng đường và tính thời gian. Đầu tiên nó từ đâu? Từ vị trí là A. Đây, xuất phát từ điểm này. Đến vị trí ngắn nhất là A trên 2. A trên 2 là đây. Thì góc quét, đây chúng ta dễ dàng tính được góc 2π trên mấy? 2π trên 3. Đúng không? Làm nhiều biết ngay 2π trên 3. 2π trên 3 thì cái khoảng thời gian delta t bằng bao nhiêu? À, bao nhiêu? T trên 3 đúng không? T trên 3 mà quãng đường nó được là bao nhiêu? Đây là hình chiếu xuống là A, đây là A trên 2. S sẽ bằng 3A trên 2, đúng không? Thế thì vận tốc trung bình sẽ bằng quãng đường chia thời gian 3A chia cho 2 chia cho T trên 3. Thì nhân nghịch đảo bằng 9A trên 2T. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Đúng không? Đáp án B. Chúng ta tiếp tục sang câu cuối cùng. Câu số 25. Câu số 25. Đại học năm 2011. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x bằng 4 cos 2π trên 3t. cm và giây. Kể từ t bằng 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ trừ 2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm nào? Nếu năm 2015 lại là năm 2015, 2016 là 2016. À, thế thì với bài này thầy phải tính được chu kỳ. T bằng 2π chia cho omega là 2π trên 3 thì sẽ bằng 3 giây. Đúng không? Xác định thời điểm ban đầu nó ở đâu? Thời điểm ban đầu nó ở đâu? X đây, O đây, 4 đây, trừ 4. À, pha ban đầu nó ở đây, vị trí ban đầu nó ở đây, đúng không? Xuất phát M0 ở đây. À, và đi qua vị trí trừ 2cm lần thứ 2011. À, chúng ta có một nhận xét là trong một chu kỳ nó đi qua vị trí trừ 2cm này mấy lần? 2 lần, đúng không? Thế thì lần thứ 2011 thì thầy tách bằng lần thứ 2010 cộng với 1 lần. Một chu kỳ đi qua 2 lần. Thế thì bao nhiêu chu kỳ thì đi qua 2010 lần? À, 1005 chu kỳ, à, khoảng thời gian delta t bằng 1015 chu 0.05 chu kỳ. Và cộng với cái khoảng thời gian, à, sau khi đi qua 1005 chu kỳ thì nó về chính vị trí ban đầu, vị trí này. Và tôi cần thêm một lần nữa đi qua vị trí trừ 2, tức là nó phải đi qua cái cung này nữa. Đấy, tôi phải tính thời gian delta t0 ở đây này. Đấy, thì góc quét là góc này, đúng không? Đi qua một lần nữa để cho nó thỏa mãn 11. Thì góc này dễ dàng tính bằng 2π trên 3. Thì delta t0 nó sẽ bằng t trên 3, tức là cộng thêm t trên 3. Thay số thôi, 1005 nhân 3 cộng với thay t bằng 3 thì chỗ này bằng 1 thì nó bằng 3016 giây. Đến năm 2016 thì đơn giản quá, đúng không? 2016 thì nó sẽ đến đây, đúng không? Tức tóm lại là chúng ta sẽ tách thành 2000, ví dụ nhá. Bây giờ thầy ví dụ là 2016 chẳng hạn. Bây giờ bài toán này dễ rồi. Bây giờ không 2016. Đấy. Thì thầy phải tách là 2014 cộng 2. Đúng không? 2014 cộng 2. Đấy. Thế thì thầy phải bắt đầu tiếp này. 2014 thì là 1007 t. T trên 3 thì chưa biết, chưa thay số. Đấy. Thầy giả sử 2016. Thế thì sau 1007 thì nó về vị trí này thì được 2014 lần. Tiếp tục lần tiếp theo
là 2000, lần thứ 2015, xuống đây là 2016. Thế thì tôi phải tính cái khoảng thời gian delta t ở đây này, đúng không? Đúng không? Thế thì góc này là pi trên 3, chỗ này cộng với pi nữa. À, thế thì góc tổng cộng của thầy là góc quét nó sẽ bằng bao nhiêu? Là góc này này, góc quét này này, nó bằng pi cộng với pi trên 3 bằng 4 pi trên 3. Thì lúc này suy ra cái thời gian delta t không thêm ấy sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng bao nhiêu? 2t trên 3. Thế thì nó là 1007t cộng 2t trên 3, thì nó sẽ bằng 1007 nhân 3 cộng với 2, đúng không? Cộng với 2, t bằng 3 thì nó sẽ bao nhiêu? Đây là 21, 3021 thì là, đúng không? 3021 thì là 3023 giây. Đấy, thì nếu năm 2016 thì là thời điểm thứ 3023 giây, thì nó đi qua vị trí có ly độ trừ 2 lần thứ 2016. À, đấy là một cái kiểu bài người ta có thể thay đổi, nhưng mà chắc là cũng ít ra, năm vừa rồi cũng chả thấy đâu, đúng không? Thì bây giờ chúng ta quan sát ở cái câu 22 xem chúng ta có bị nhầm lẫn gì không. Nếu không nhầm lẫn thì khẳng định là đáp án chúng ta phải sửa lại một chút là bằng 2/27, đúng không? Chắc là thầy nghĩ không nhầm lẫn gì cả. Có lẽ là hôm nay thì dạy hơi giảng hơi nhanh, thế thì từ buổi sau thầy sẽ chắt lọc một số cái câu rất cơ bản. Câu cơ bản thì thầy chữa kỹ hơn, chứ nếu mà câu nào thầy cũng chữa chậm thì có khả năng phải đến 11 giờ phía sau. Đấy, thế thì các em phải lưu ý một điều như thế, và chắc phải thông cảm với thầy chỗ này. À, chứ nếu mà thầy giảng chậm thì không hết 25 câu đâu. Có lẽ là hôm sau thầy sẽ chọn những cái câu gọi là câu nhấn mạnh, câu hot để thầy chữa kỹ hơn và thầy chữa chậm, thì chúng ta sẽ không bị lôi kéo. Thì muốn thế thì các em phải làm thật nhiều và chúng ta yêu cầu thầy chữa. Còn những câu các em biết rồi thì không chữa nữa, thì có lẽ như thế là hiệu quả hơn. Và mong rằng chúng ta sẽ làm bài sớm từ chiều đã làm rồi, hoặc sáng tranh thủ làm. Nếu học chiều thì sáng tranh thủ làm, nếu học sáng thì chiều tranh thủ làm, thì từ đó đưa ra cho thầy những câu cần chữa và thầy chữa sẽ kỹ hơn. Hy vọng như thế. À, có bạn bảo là thưa thầy em chả biết học từ đâu, học lại từ phần nào. Thế thì đọc lại, làm lại cho thầy đại cương về dao động điều hòa, và đọc kỹ, làm rất kỹ bài tập về ứng dụng vòng tròn lượng giác. Như thế, dừng lại đấy đã, thì các em sẽ bắt đầu một cách hiệu quả nhất, làm các phần sau đơn giản. Đọc kiến thức đại cương dao động điều hòa và ứng dụng vòng tròn lượng giác. À, và sẽ thầy sẽ, nếu mà cần thì sẽ nhờ cô hỗ trợ thầy, thì cô sẽ gửi cho chúng ta cái file, hoặc là có thể lên mạng chúng ta tải cái file ứng dụng vòng tròn lượng giác và chúng ta đọc lại cái ví dụ, hoặc là gửi email cho thầy thì thầy sẽ gửi cho cái file để chúng ta đọc, thì chúng ta làm từ. À, thế chúng ta sẽ làm từ từ. Còn các bạn có lẽ là nếu mà cần thì cứ gửi vào cái hòm thư của thầy, và sau đó thầy sẽ có những cái tài liệu gì hoặc là có những bí quyết gì thì thầy lại gửi tặng các em, hoặc là lên cái group của nhóm thì các em cũng có thể lấy được điều này. Chúng ta có thể ghi được cái địa chỉ email của thầy như thế không? Thầy cho địa chỉ email. Toàn PQ, tức là toàn Phạm Quốc, 247, tức là tuyển sinh 247, a.gmail.com. Đấy là cái email mà chúng ta có thể trao đổi với thầy.
và thầy sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi của các bạn nào mà gọi là có tinh thần cầu tiến muốn học hỏi, chứ thầy sẽ không trả lời những cái bạn mà lợi dụng email của thầy để có những cái thông tin nó lệch lạc hoặc là có những cái điều không hay thì thầy sẽ không trả lời. Đấy. Hoặc là các em có thể kết bạn với thầy thông qua cái Facebook. Họ có tên đầy đủ luôn. À, có thể tìm thông qua địa chỉ là toàn PQ a.hnue.edu.vn. Đấy là cái địa chỉ email của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Rồi, thế thì nếu mà có những cái thắc mắc trao đổi, kể cả khi bài trên lớp chưa hiểu, chúng ta hoàn toàn có thể comment cùng giải quyết vấn đề đó, đưa ra những ý kiến của mình để trao đổi thảo luận một cách hiệu quả nhất. À, và có lẽ chúng ta cũng luyện kỹ cho thầy cái loại ứng dụng vòng tròn lượng giác, không hiểu làm lại, làm đến hiểu thì thôi. Thì chúng ta sẽ chắc chắn các phần tiếp theo có thể làm. Thế tôi không biết các bạn có rõ về cái thứ nhất là địa chỉ email cũng như là Facebook của thầy chưa? Nếu không thì lên Google search thì cũng có thể ra tên thầy, đúng không? Các bạn có bạn Hà hỏi thầy là chỉ cách làm phần này, thì tốt nhất là sau khi kết bạn với thầy hoặc là gửi email cho thầy thì thầy sẽ gửi cho một cái file gọi là hướng dẫn. Thầy có tóm tắt kiến thức, thầy có các dạng, nêu ví dụ. Đấy. Rồi là thậm chí cái bài giảng của thầy về phần ứng dụng vòng tròn lượng giác cũng rất là rõ ở trên cái trang tuyển sinh 247.com. Nên muốn không mất tiền thì lại gửi email cho thầy. Thì thầy gửi cho một cái file chịu khó đọc rồi lại trao đổi trên group hoặc là trao đổi qua Facebook của thầy thì có thể thầy sẽ hướng dẫn một cách chi tiết dễ hiểu nhất. Đấy. Nếu mà chịu khó mất công tí thì nó không mất tiền. Đấy, còn mất tiền thì thôi nó đơn giản hơn, tùy các em. À, thầy sẽ không có khóa giải đề rùa, mà đợt tới thầy sẽ ra một cái khóa gọi là luyện đề lý thuyết. Lề lý thuyết tức là những cái câu hỏi mà giúp chúng ta được cái phần lớn điểm như tinh thần năm vừa rồi ấy. Tức là thầy phân tích những cái câu mà mặc dù ra lý thuyết nhưng không phải đơn thuần là thuộc lòng, mà người ta hỏi máy móc, người ta hỏi hóc búa ở đấy, tức là người ta bẫy chúng ta. Thì thầy sẽ làm khoảng 20 đề, và có những câu dễ và có những câu hoàn toàn là khó nếu chúng ta không suy luận, không nắm chắc, đúng không? Có bạn Diệu thì hỏi thầy là thế bắt đầu học môn này từ đâu? Tất nhiên là đại cương về dao động điều hòa. Học lại cho thầy rất chắc phần đấy, học chậm thôi, đừng có vội, bây giờ còn sớm. Lắm chắc phần đầu, lần sau đi rất nhanh, không lo lắng gì cả. Làm đi làm lại đại cương về dao động điều hòa. Đấy. Thế thì chắc chắn sẽ Diệu sẽ lát nữa sẽ hỏi thầy là thưa thầy thế file đấy có không? Mà thầy có file, thầy sẽ cho các em. Đấy. Thầy sẽ có file cho em, thầy có lẽ đưa lên group cho chúng ta cùng tải về cho nó dễ. Đấy, và chắc là cô hỗ trợ sẽ biết được điều này và sẽ giúp các em đưa phần đó. Hoặc là chúng ta vào cái vật lý để thầy cho cái trang để chúng ta có thể trao đổi. Vật lý 247.com, hoặc là chúng ta vào cái trang này để tải tài liệu miễn phí này, vật lý247.com, để tải miễn phí, có cả video miễn phí cho các em hoàn toàn có thể vào đấy để tham khảo. Phần đồ thị, bạn Nhân thì hỏi thầy phần đồ thị
Phần này là phần khó. Phần khó. À, có lẽ là chúng ta cũng có một buổi nào đó sẽ trao đổi về vấn đề đồ thị. À, đồ thị với cái dao động điều hòa thì chủ yếu là khi chúng ta viết phương trình thôi. Cho nên phần này không có đồ thị đâu. Mà cái phần thường có đồ thị đó là chúng ta khai thác phương trình dao động điều hòa. Và từ phương trình dao động điều hòa người ta hỏi nhiều thứ nữa. Đấy. Thế thì có một chuyên đề nào đó thì thầy một buổi nào đó thì sẽ giao lưu trao đổi chúng ta về bài tập liên quan đồ thị. Tuy nhiên nó là ít. Nó là ít, nếu mà đầu tư thời gian thì không phải là cái chiến lược của chúng ta. Chúng ta phải có chiến lược. Hoặc là những cái câu khó là những câu ít ra. Năm nay có thể ra, năm sau có thể không. Cho nên đừng xoáy sâu vào, đừng mất nhiều thời gian vào những câu gọi là ít ra. Và chúng ta xoáy sâu vào những câu phổ dụng ăn chắc điểm. Rồi, như một bạn vừa nói, chúng ta có nguyên tắc khoanh bừa. Là cái chuyện đấy là chuyện tính sau. Đấy, nếu mà chắc phải 6-7 điểm chẳng hạn thì chúng ta không phải làm những cái câu quá khó hoặc những cái câu ít ra. Năm ngoái ra, năm nay không ra, hoặc sang năm nó lại ra. Đấy, đấy là những kiểu mà câu không phổ dụng. Chúng ta lưu ý. Phần đồ thị thì rất nhiều người không hiểu, chứ không phải riêng bạn Nhân là không hiểu đâu. Bởi vì chúng ta phải hình dung được là cái khó nhất đó là khai thác về chu kỳ, khai thác về pha ban đầu thông qua đồ thị. Rồi còn cái biên độ thì lại dễ nhìn rồi nhá, khai thác pha ban đầu. Rồi nhìn hai đường biểu diễn thì anh nào nhanh pha hơn, anh nào chậm pha hơn, đấy nó có một cái kỹ năng, không khó khăn gì cả. À, ở đây không phải là kịp chương trình hay không, mà ở đây là cái phần bạn Hảo cho rằng là có kịp chương trình. Ở đây không phải là thầy dạy, mà đây là giao lưu trực tuyến để làm gì, để giúp chúng ta lấp lỗ hổng những cái gì mà chúng ta đã học qua mà còn hổng, đúng không? Thầy không phải là đi theo thứ tự của các bài các chương đâu, mà thầy thấy phần nào cần trao đổi thì thầy đưa ra, đúng không? Cái phần chính là trao đổi đưa ra. Chứ nếu mà dạy như thế này thì không đủ đâu, phải tuần phải vài buổi, với là phải có thời gian, chứ không phải là tuần nào thầy cũng có thể rất là nhiều, có nhiều thời gian để dạy trực tiếp. Đây không phải dạy, mà đây là giao lưu, đưa ra đề để trao đổi về nó. Thế thì các em càng có nhiều câu hỏi liên quan đến nó thì chúng ta càng khắc sâu được kiến thức. Chứ các em mà không hỏi, các em không tự làm, các em không đặt ra tình huống thì chúng ta sẽ không thấy hiệu quả của cái giao lưu trực tuyến này. Còn kịp chương trình hay không thì thứ nhất là chúng ta phải theo chương trình trên lớp, đúng không? Thứ hai là phải có chiến lược tự ôn. Còn cái này là chúng ta là lật đi lật lại, gọi là phản bác, gọi là đưa ý kiến để khắc sâu cái kiến thức của mình đã học. Đấy, nên đây bạn Hảo lưu ý. Không biết các em có câu hỏi gì nữa không? Nếu mà không có câu hỏi gì thì chúng ta có lẽ là buổi giao lưu của tuần này chúng ta kết thúc, và hẹn các em vào tuần sau. Chắc là tuần sau thầy có thể nói về viết phương trình dao động hoặc là tổng hợp dao động điều hòa. Đó là những cái phần rất là thông dụng. Còn thực ra là cái phần con lắc đơn thì có những ít. Có lẽ là thầy tổng hợp vào một cái chuyên đề nào đó, một buổi giao lưu trực tuyến nào đó. Thì thầy sẽ nghĩ xem từ giờ đến thứ hai thì thầy sẽ đưa ra cái nội dung, và chúng ta sẽ cùng làm và cùng trao đổi. Và hy vọng là chúng ta tham gia nhiều hơn vào cái group để chúng ta có những cái giao lưu trao đổi, trải nghiệm những bài toán gọi là rất là đa dạng, và về mỗi người tìm được một số cái bài toán thì cùng trao đổi thì các em sẽ thấy bổ ích, và chúng ta thấy rằng là thời gian lên mạng là có ích, là tôi học chứ không phải là tôi chơi. Bố mẹ có quát thì bảo con lên con học đàng hoàng, con giao lưu để con trao đổi bài tập chứ không phải con lên để con chơi. Đấy, thế thì có một cái điều thuyết phục như thế. Có lẽ là buổi trực tuyến chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào thứ năm tuần sau vẫn khung giờ này. Và hy vọng là chúng ta có nhiều kiến thức bổ ích hơn. Xin chào các em.